Đỗ Thị Hà du lịch Nhật Bản săn hoa anh đào. Đỗ Thị Hà có chuyến du lịch đến Tokyo, Osaka, ngắm núi Phú Sĩ và chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm. Hôm 23 tháng 3, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có chuyến du lịch kéo dài khoảng một tuần đến Nhật Bản săn hoa anh đào. Gần đây, người đẹp chăm du lịch nước ngoài nhưng hiếm khi tiết lộ bạn đồng hành. Thời điểm đó, hoa anh đào ở Tokyo chưa nở rộ, mới xuất hiện ở một số địa điểm như công viên Shinjuku quen nơi Đỗ Thị Hà ghé qua. Đây là công viên có tới hơn 1.500 gốc anh đào thuộc hơn 10 loại giống, do đó, có một số gốc hoa nở sớm hơn. Vì công viên bán vé vào cửa nên ít xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải. Hôm 29 tháng 3, hoa anh đào ở Tokyo bắt đầu nở và dự kiến kéo dài một tuần. Rời thủ đô, người đẹp quê Thanh Hóa tới thăm núi Phú Sĩ, một trong những biểu tượng của nước Nhật. Ngọn núi còn có tên gọi khác là Fuji, nằm trên đảo Honshu, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776m, vốn là núi lửa đã ngưng phun trào từ năm 1708. Vào mùa đông, đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết trắng đẹp như cổ tích. Để ngắm được ngọn núi, nóc nhà Nhật Bản, du khách có thể ghé thăm một số địa điểm như hồ Kawachichi, hồ Tanku, hồ Motosu, công viên nước Nagait hay công viên Arakuriyama Sengen. Điểm dừng chân tiếp theo của hành trình là thành phố Osaka sôi động, náo nhiệt. Thời tiết ở đây ấm áp, có nắng, thuận tiện hơn cho chuyến đi của Đỗ Thị Hà. Người đẹp check-in ở dòng kênh 400 năm tuổi Dotonbori nổi tiếng và khu mua sắm Shinsaibia trải dài gần hơn 1 km từ ga Shinsaibia đến Dotonbori. Đây là một trong những con phố mua sắm nhộn nhịp và lâu đời nhất ở Nhật Bản, gồm các cửa hàng từ cao cấp đến thủ công truyền thống và vô số quán cà phê, nhà hàng. Cô nàng vất vả tìm chỗ check-in trên cây cầu Ebisubia bắc qua con kênh. Địa điểm là nơi nổi tiếng để chụp ảnh với biển hiệu Glicoman với hình vận động viên đang chạy. Đêm xuống, ánh đèn từ các biển hiệu, đèn neon, tiếng nhạc sập sình, sôi động thu hút nhiều du khách tới vui chơi, trải nghiệm. Thời tiết trong chuyến đi không thực sự thuận lợi do mưa nhiều. Đỗ Hà còn đùa rằng cô là con gái thần mưa nên ở Nhật cả tuần chỉ gặp một ngày nắng. Ngoài ngắm cảnh, chụp ảnh, Đỗ Thị Hà cũng tranh thủ khám phá ẩm thực xứ sở Phù Tan như các món sushi, sashimi hải sản. Gần đây, nàng hậu bận rộn với các chuyến đi du lịch kết hợp công tác tới Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, mới nhất là chuyến đi Nga dự Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.